mùa này thường là được vài con không? Dạ, hồi sáng là mực nhiều lắm á, người mấy chục ký. Wow. Còn mắt cá ngừ là thế nào? Cái này hả? Hấp đi nước hả? Mắt cá ngừ là một thốn nhỏ nhỏ vậy đây. Ngon rồi ơi. Hợp hả? Cá ăn như thịt đó ta ha. Như thịt đó ăn. Nó dài á. Cái nước của nó cũng đậm vị á. À, cái này cá mai hả? Ờ, cá mai á. Là cá mai là sống luôn đúng không? Đúng rồi. Ồ, oh, wow. Ngon ghê. Tới Tuy Hòa, Phú Yên là phải ăn những cái món đặc sản này thôi. Quá xuất sắc. Tôi không phải là dân review mấy món ăn chuyên nghiệp, nhưng mà tôi bảo đảm với mọi người là cái đồ này rất là ngon luôn á. Rồi sao mình về miền Tây đi ha. Anh nói đồ miền Tây. Đêm nào mọi người, đường về đêm nay tối thui luôn kìa. Tới Phú Yên rồi, lấy phòng xong rồi, mới vừa ăn xong bữa cơm là bị bắt ra đây đi câu mực rồi, phải lao động rồi mọi người ơi. Tôi kêu mấy em đó là lên cho tôi một cái lịch trình dày đặc để tôi dắt bà Trang đi. Mấy em lên dày đúng dày luôn, thở không nổi luôn á. Đúng dày luôn, chuẩn bị đi câu mực á anh Đề. Mẹ không cho con đi dép. Câu rồi sao đi, chừng nào con nghỉ đi rồi rồi mẹ cho con đi câu mực nha. Giờ con làm bài xong chưa? Không có bài, xong hết luôn rồi. Vậy cho con chơi đi, cho con chơi đó nè. Đó ngoài chỗ sáng sáng là chút mẹ đi thuyền ra ngoài đó mẹ câu mực đó. Cái đó thì con biết rồi. Oh, wow, ba nè. Ê Thúng có chở 5 người hả? Được không? Wow, mình là mẹ lên thúng nè Đì ơi. Ui, cái thúng nhỏ vậy á. Ừ, thì đây cái thúng này nè, sao mà nó ra kia. Ôi, con mai mốt chắc con không đi quá. Đi đi, vui lắm. Lên thúng nhìn ghê quá à. Bye bye nha, bye bye anh Đì nha. Ai à? Ui, chào ui chà. Lên đây, kìa lên đây. Kìa đây là người ở cả. Mấy nha, đợi để em lên. Qua đây, qua đây. Ngồi lớn qua đi. Ngồi lớn qua, Ê. Ngồi cái thúng thì mình trèo tới Phan Thiết thì sao ta? Chịu gì nói. Đó, trời cũng nhanh cái bộ ra tới. Trời ơi, thấy cái tàu trong chờ tôi sợ quá. Trời ơi, nhìn cái tàu kìa, trời ơi, trời ơi. Wow. Là tôi, là tôi. Trời ơi, 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 kia nó có dòng vậy không? Vậy hả? Đi lên. Thấy sao anh trai? Anh trai ơi. Thấy mệt rồi đó. Chưa câu luôn nha mọi người. Mới ra được tới cái ghe thôi đó mà anh thấy mệt rồi kìa.
Nãy đi cái thúng quay 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 là mệt rồi đúng không? Thấy dần dần người ta ở đây thanh thoát ra chưa? Nhấp nhẹ. À, kéo lên luôn hả? Hay quá. Chị chơi màn hình đi ngồi này chị trang đẹp quá. Phải không? À. Trời ơi, ngon lành vậy trời. Vừa rồi anh chị mới lấy chiếc pin đó mà chạy ra này luôn không? Đúng rồi. Làm em coi. Có coi luôn hả? Có coi vậy hả? Chiếc pin đúc này anh được mua tặng chị. Ồ, đã chú em. Mát ghê. Khó chịu không? Khó chịu à? Dán lên, dán lên. Đây mình thường buổi tối là mình đi câu mấy tiếng lận em? Dạ, câu tới sáng á. Trời! Là tối tới giờ mình đi câu mà câu tới sáng? Dạ, chiều câu. Ủa, chiều mình câu cũng có mực nữa hả em? Dạ đúng. Tưởng là câu mực câu ban đêm chứ. Buổi chiều mà nó vừa chập tối chị. Ví dụ mà mình đi mình câu vậy là mỗi lần câu giờ là được bao nhiêu ký mực? Dạ, thường có khi là vài bà con, có khi vài ký, vài chục ký. À, vậy hả? Tùy theo cái mùa biển. Ví dụ cái mùa này thường là được vài con không? Dạ, hồi sáng là mực nhiều lắm á, người mấy chục ký. Wow, dạ. Sáng là câu được nhưng mấy chục ký. Nhưng mà là câu mà câu mồi bằng mồi cá thì mực nó nhỏ, còn mồi tôm mực nó lớn luôn hả? Dạ, mực mình thường câu mực là thường là mồi tôm thôi. Mồi tôm, tôm mình... có là tôm nhỏ, tôm lớn. Nhưng mà cái mực này mình câu mực ống là mình câu cái lươn. À. Mực lá mình thường mình câu bằng con tôm giả. À. Ở ngoài đây mình có thấy cá heo với cá mập chưa? Dạ chưa đâu. Không bao giờ có. Trong này nước nó cạn không có heo đâu. Ủa ra đây là nước còn cạn hả? Dạ. Ở đây chứ còn phải 3m, 4m chưa? Ở đây phải 15-20m chứ này. Ở đâu 3-4m hồi chơi vậy? Nhưng mà nó thích đi cái vùng sống. À. Biển bao 3m, 4m. Kìa cáo kìa. Đây em đây không câu đâu. Rồi này câu sao à, em? Nhúng mấy cái vậy nè. À. Mình vẫn cái dây dư lại. À. Rồi mình cứ có gì nhẹ nhẹ gì có mực là chạy theo à. Rồi rồi. Anh Luật chịu hết nổi rồi mọi người, định đi ra đây câu mực. Ai lên kế hoạch này thu lên luôn á, xong rồi tôi chịu hết nổi rồi. Chắc vô quá. Chưa kịp thấy con mực luôn á cả nhà. Luôn á cả nhà. Chết rồi, chết rồi. Thôi vô đi. Mệt quá. Chịu hết nổi rồi, chịu hết nổi. Em ơi, cho anh vô được không em? Vô đi bộ. Chịu hết nổi rồi bộ. Nói chung là buổi câu mực hôm nay là hơi phèm nha. Vì anh Luật không chịu nổi cái sự sai sống của mình. Hôm qua. Rồi vô đi con ơi. Cho chị gửi lại. Anh chịu hết nổi. Ổn quá. Ổn hả? Ổng say sóng. Câu mực khó quá kìa. Mình ăn một con mực mình thấy quá dễ dàng. Giờ ra câu mực mới thấy nè. Người đàn ông lên kế hoạch đi câu mực và cuối cùng anh ấy không làm được. Tôi đâu nghĩ là con mực nó cực vậy. À. Đi chiến lược, đi đâu cũng không thấy cực. Yeah. Anh Luật ảnh câu mực rất cực. Tôi tưởng đâu là một cái tàu bự giống như cái tàu mình đi cái gì đó. Quay phim đó, mình quay phim. Tàu này cũng bự rồi đó. Ừ. Mà ra ngoài biển nó nhỏ nhò quá, sóng nó chồng chền, nó chịu nổi luôn á. Đó, ông quay cái phim đánh lộn ở trên cái tàu bự dữ lắm á, mà ông chịu còn không nổi. Ngồi không? À, không. Cố gắng chứ, chứ phải vô bờ mới ói chứ không ói rồi. cho chị ngồi xây ra đây, chị coi điểm đi. Ô! Ok. Ông anh cứ chạy nhanh cũng được, chạy nhanh đi. Tôi muốn vô bờ liền. Về bờ. Anh được nhìn trong trường hình phong độ, ra ngồi này càng phong độ hơn. Bự con ha. Ồ. Ngon lành lắm á. Có cái bị say sóng thôi. Chứ bình thường cũng ok lắm. Ừ. Sáng xe địa hình không có làm khó được. Chỉ có đi ra biển mới làm khó được chú. Sáng là lái xe địa hình đi núi rồi được lắm á. Ừ. Không làm khó được ổng. Chỉ có ra biển là làm khó được thôi. Giờ là lấy cái thúng xuống nè.
khoa phụ không? Thôi giờ anh với em lội xuống vô luôn cho rồi. Xuống. Mọi người ơi, ai mà thích khô mực xanh đê đồ này kia, mọi người phải suy nghĩ lại nha. Phải là một là phải đi vào tháng 3, tháng 4 âm lịch đó. Còn hai á, là mình phải khỏe lắm đó, mới đi được đó mọi người. Chứ tôi ra đó là tôi cũng thuộc dạng là cũng kỳ đó. Không, anh biển thôi, không có chìm. Vừa ra là thôi đầu muốn đầu vô rồi. Nhưng mà lúc trước anh đi quay cái không. Anh thấy không, hồi sáng đặt xe địa hình anh nẹt bô với tôi. Bây giờ ra biển đó, giờ tôi phải nẹt bô lại anh chứ. Xe địa hình thì yếu, em chứ dám chạy. Chứ bây giờ ra biển anh đo với tôi. Lên cả nhà. Vừa quăng cái đồ câu mực xuống cái là ông đòi đi vô mất tiêu rồi, chưa kịp làm gì hết. Cảm ơn nha, bye bye. Có, cho anh rửa chân nhẹ ăn miếng đi. Đây, em thấy chưa? Làm gì làm mà cô cũng phải rửa chân cho em. Ý này nữa nè. Dạ có con lên đẹp rồi. Gì? mình thử giúp vô. Trời ơi, giờ say sống mà còn bị hành đi giặt đồ nữa. Vậy rủ qua đi làm chi vậy trời. À, giờ là có nước giặt trong đó luôn rồi, đầy đủ hết rồi. Ồ, hay quá, dài quá. 49 phút. Và trong khi chờ đợi thì mình có thể ngồi đây để chơi. À, còn con TV, rồi có thể tập gym nữa, ở đây có phòng gym nữa nè. Ghê luôn á trời. Ngồi ngược cái nhà mặt. Có nhìn biển mà anh. Ủa vậy hả? Bà Trang cũng vậy đó, bà Trang khỏe khủng khiếp luôn á trời. Bước gì được như bà. Anh được cái tàu lớn. Anh thấy cái tàu nhỏ là anh quải rồi. Cái tàu lớn thì cái sóng nó còn đỡ hơn. Cái tàu nhỏ đó. Cái tàu nhỏ nó mạnh lắm. Mới ra mới dập có mấy pha rồi đấy rồi. Rồi đại dương ơi. Trong đầu bắt đầu mình nghĩ là mình sẽ đi mình đi tới những cái điểm du lịch, đi tới những cái điểm giống như là nó là một cái nhà cổ hay là một cái gì đó, thậm chí là sẽ có một hướng dẫn viên mình thuê đồ này nọ để người ta tới người ta nói cho mình biết là cái nhà này nó có ý nghĩa gì, cái nó bla 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 là sao đó. Không có được đúng cái trải nghiệm là đi cái xe địa hình thôi. Còn những cái trải nghiệm mà nó biết anh hai nó bị say sóng, nó đưa đi câu mực. Anh tụi em ngủ luôn rồi đó Trang. Anh xuống anh giặt đồ, anh tập thể dục nữa, anh đi 45 phút. Anh đi bộ 45 phút. Ủa thì hẹn con gái đi chơi phải chịu khó đợi chứ trời. Xin lỗi, em có thay đổi gì không giờ? Đâu có thay đổi gì đâu. Không thay đổi gì. Vậy thì anh chờ em để chờ làm cái gì? Dạng như cũng đâu làm gì đâu, em dưới để chị cố tình lên trễ để làm giá thôi. Anh tính với tụi nó là đâu có vụ này đâu, không biết tụi nó thêm vô làm sao. Em thấy vui mà. Ngọc chắc Ngọc có thêm đó. Nhỏ đó, cái con nhỏ mà thêm thì nó không đi. Mà sao tôi thấy trong cái chương trình đi này á, có một cái lạ là tôi sợ gì là có đó. Tôi sợ độ cao, chơi trò chơi độ cao. Tôi phải từ chối.
tôi thích xe mô tô thiệt, nhưng mà đó không phải là mô tô địa hình, là chơi mô tô địa hình. Ok, cũng được, cũng ngay nghề mình đi. Cái sợ lớn nhất của tôi là ra biển. Câu mực, câu tôm, lại cuối cùng có. Hôm nay chị mời em tới nhà chị nha. Rồi, ok, dạ, ăn tân gia hả chị? Ăn tân gia nhà chị ở Phan Thiết. Đó, mà mình mới hỏi là không biết bồng bền trong đó nó có cái gì trong đó không nữa. Dạ, vô đó là mình cà phê mình bồng nhau anh ạ. À. Mà chị cho em tới cánh cửa không? Đó, mình mở ra nè. Như là tổ chim nữa mọi người, mở ra. Mở ra một thế giới khác nè. Wow. Wow.